Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu nhà mạng nghiêm chỉnh thực hiện ngừng bán SIM qua đại lý. Trước phản ánh trên báo chí về việc một số đại lý vẫn lén lút bán SIM rác, SIM kích hoạt sẵn, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi các doanh nghiệp viễn thông di động. Theo nội dung văn bản, Cục Viễn thông yêu cầu các nhà mạng nghiêm chỉnh thực hiện cam kết với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngừng cung cấp SIM qua các đại lý. Cụ thể, các doanh nghiệp viễn thông phải quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý các đại lý và nhân viên vi phạm. Các doanh nghiệp Viettel, Vietnam Mobile, Mobifone đã nhận được yêu cầu kiểm tra, xác minh nội dung mà báo chí đã phản ánh, đồng thời xử lý các đại lý và nhân viên vi phạm cam kết. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả xử lý về Cục Viễn thông trước ngày 18 tháng 10 năm 2023 để Cục Viễn thông tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông. SIM rác trở thành vấn nạn, gây nhiều hệ lụy cho xã hội, trong đó có tình trạng lợi dụng SIM rác để thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng. Trước đó, nhằm hạn chế tình trạng SIM rác, 7 nhà mạng ở Việt Nam bao gồm Viettel, VNPT, Mobifone, Vietnam Mobile, Local, Itel và Gmobile đã cùng ký thỏa thuận cam kết ngăn chặn và xử lý cuộc gọi rác, ngăn chặn xử lý SIM rác, SIM không chính chủ.